Thanh. Dạ. Ba nghe hàng tôm nói là hôm qua con thức cả đêm đúng không? À, dạ. Con đang tìm những mặt hàng để về bán online. Dạ. À, con đang hợp tác với mấy chỗ bán mỹ phẩm á ba. Nhưng mà bây giờ con muốn kiếm thêm mấy chỗ nào mà bán quần áo vừa đẹp vừa rẻ nè. Xong con lấy về con bán. Con bảo đảm là con sẽ bán được hàng á. Ừ. Làm gì làm con phải giữ sức khỏe nghe chưa? Dạ. À, hay là như vậy. Ở công ty ba đang thanh lý một số giỏ sách của nữ rất là đẹp, giá cả rất là tốt nữa. Nếu mà con làm được á thì ba nghĩ là con nên thử đi. Nói chuyện đó ba. Ừ. Hàng của công ty ba là hàng chất lượng rồi đó. Nhưng mà chắc con không có vốn để lấy đâu. Cái chuyện mà vốn liếng con đừng có lo, ba sẽ đứng ra ba bảo lãnh cho. Khi nào con bán hết hàng rồi con nộp tiền cho công ty là được rồi. Thiệt hả ba? Ừ. Hay là sáng mai đi. Sáng mai con lên công ty của bà, con xem nếu mà được á thì bắt đầu mình tiến hành. Dạ dạ dạ. Vậy có gì sáng mai con lên công ty bà nha. Ừ. Dạ, con cảm ơn bà. Con sẽ không để bà thất vọng đâu. Bà tin con. Dạ. Làm gì làm, nhắc lại một lần nữa. Chân Yến ăn từ từ, giữ sức khỏe cho hai mẹ con. Dạ. Ừ. Ráng đi, em phải ăn nhiều vô để có sức khỏe cho con nữa chứ. Dạo này anh thấy em thức đêm làm việc, anh xót lắm à. Đổ rồi nè. Chị chưa ăn cái gì. Thôi. Ráng đi, ráng đi. Về ủa? Mẹ. Mẹ ơi, công việc sao mẹ, tốt không mẹ? Mua nhà được không mẹ? Đi coi thôi chứ làm sao mà có tiền mua hả con? Mua nhà chứ đâu phải mua cái bánh đâu mà muốn mua là dễ. Đúng không? À mẹ. Mẹ, chỉ là xe ngon lắm á, con lấy cho mẹ ăn nha. Yến ở đâu con có vậy? Dạ, ba đem về á mẹ. À, vậy hả? À, thôi con ăn đi, ba đem về cho con mà đúng không? À, trời ơi, nho ngon quá ha. Con dạ. Mua hả? Dạ, con mua cho vợ con ăn tẩm bổ á mẹ. Trời ơi. Sướng nhất là con dâu rồi đó nghe. Hồi đó đó, mẹ mang bầu ba đứa luôn á. Mà ba có bao giờ mua cho mẹ một sợi yến nào đâu. Rồi á, nuôi nó mấy chục năm trời mà có bao giờ nó quan tâm, lo lắng, chăm sóc gì cho mẹ nó báo hiếu một chút xíu nào đâu nè. Mẹ nói vậy sao được. Mỗi thời mỗi khác mà mẹ. Thì hồi xưa nhà mình khó khăn thì ba không có điều kiện mà mua yến cho mẹ ăn. À, vậy thời giờ sao? Thời giờ mẹ cũng chưa bao giờ thấy ba mua cho mẹ một hũ yến nào luôn. Mà mẹ nhắc lại nè, con cũng vậy luôn á. Tới ngày hôm nay mẹ cũng chưa thấy con báo hiếu gì với mẹ. Chưa có mua gì hết trơn á. Bây giờ sướng nhất là con dâu rồi đó. Mẹ, thì giai đoạn này vợ con có bầu mà mẹ. Thì con phải chăm sóc cho vợ con nhiều hơn chứ. Ừ, thì ăn đi con, ăn đi. Ăn đi, mẹ, giữ sức khỏe nha. Mẹ ăn chung cho con cho vui. Thôi mẹ cảm ơn, mẹ không dám gì nữa đây. Mẹ chồng lại tị nạnh với con dâu đó đúng không? Anh nói gì kỳ vậy? Làm cái gì mà tị nạnh? Em làm sao mà có thái độ gì với con dâu yêu dấu của anh? Chẳng qua là em thấy tuổi thân em nói vậy thôi. Ủa mà nè Thanh, con có kể cho ba nghe vụ cái bình gốm ở mua ở Nhật chưa? Ủa Thanh, chuyện gì vậy con? Dạ ba, con lỡ tay sơ ý nên làm bể cái bình gốm của ba. Nhưng mà con sẽ đi làm kiếm tiền để con mua đền lại cho ba. Ba đừng la con nha ba. Dạ. Con xin lỗi ba. Dạ con vô tình thôi mà ba. Mình nè, em không có ghét bỏ gì con dâu hết hay là khó khăn hẹp hòi gì hết á. Nhưng mà khổ nổi cái bình gốm đó đó mình nhớ không? Mình đi qua nước Nhật mình mua về, giá trị nó tới, tính ra tiền đô tới mấy ngàn đô đựng đó. Mà nó làm bể nát hết trơn rồi mình. Rồi bây giờ sao? Cái bình dở không có sao, quan trọng là con có bị gì không? Dạ, dạ không ba, con không bị gì hết á. Ừ, nhớ cẩn thận đó, bể rồi thì thôi. Sao mà thôi được? Mình nói với em á là mình xách từ nước ngoài về, mình nâng đi, mình ôm trong người khương khương vậy nè. Bây giờ bể rồi mình cứ bình thường vậy sao được hả mình? Thì bể rồi thì thôi chứ sao vậy? Thôi gì? Mỗi lần mà anh Dạ Hân với anh Dạ Lan mà nó làm bể cái gì một chút xíu thôi là mình la mắng nó, rồi mình phạt nó thế này thế nọ. Thậm chí ha, mình nói đi luôn đi, đi luôn đi. Còn bây giờ cái bình đó mình quý mà giá trị tiền cao nữa mà mình nói không có sao hết là sao? Thì anh thấy lúc trước cái tính tình anh nóng nảy, cho nên là bây giờ anh thay đổi. Đúng ra thì anh thay đổi thì phải mừng hơn chứ. Không lẽ em muốn anh nóng nảy như xưa à?
anh nói cái kiểu đó giống như là chẳng khác nào em làm khó làm dễ con dâu mình vậy đó. Dạ thôi à, hay là để con lấy chè yến cho mẹ ăn nha. À, ba con làm sinh tố trái cây cho bà uống nha. Ba con lấy yến với lại lấy trái cây cho ba con dùng đi. Mẹ cảm ơn con, mẹ không có vinh hạnh đó để mà được thưởng thức nha con nha. Cảm ơn cả nhà. Mẹ đang đọc sách nha. Cái gì thì phải nói con gái lớn rồi, già rồi đó chứ không phải lớn đâu. Có nết nai giùm cái nha. Nết còn giống nết mẹ. Ê tức, con tức chứ bộ. Ok, con tức thì cũng phải từ từ, hiểu không? Con cái mặt con thì nhăn xấu chưa? Nhưng mà con hỏi mẹ nè, mẹ biết tin gì chưa? Tin gì thì phải nói ra đi mới biết. Đan Thanh. Sao? Nó nhập vỏ sách ở công ty của ba về bán online đó. Ai nói con biết vậy? Hả? Con nghe lén. Chính tai con nghe, chính mắt con thấy. Nó nói với thằng Tôm với thằng Dạ Hân. Thôi, mẹ nghĩ đi con nè, con là ai? Con là con ruột của ba. Vậy mà mỗi lần con mở miệng ra con nhờ ba giúp, ba đó con lớn rồi cái gì phải tự lập. Cái gì cũng giúp. Ủa sao vậy? Nói con nghe nè. Mẹ là người lớn, mẹ là mẹ. Mẹ không muốn nói mấy cái từ này, nhưng mà buộc mẹ phải nói đó con. Con bé Đan Thanh này nó ngu mồ ghê lắm. Con biết tính ba con mà. Hồi trước tới bây giờ có bao giờ mà ổng dễ dãi không? Ổng là người nghiêm khắc, khó tính, đâu vào đó. Vậy đó nghe, mà bây giờ chiều chuộng, tiếng trước tiếng sau là con ăn đi con uống đi con đi gì mạnh dạng bạo lực gì, làm ầm ầm gì trong nhà ổng cũng tỉnh queo. Mua yến cho nó uống nữa kìa con. Cái gì? Mua cho Đan Thanh uống? Không lẽ mẹ nói thêm? Trời ơi, mẹ thấy không? Ba rõ ràng là ba thiên vị luôn á. Đó, thiên vị rõ ràng luôn á. Thương người dân hơn là mẹ con mình, có chịu nổi không? Tức quá trời đi mà. Ê, Vậy Lan. Gì mà? Bây giờ mẹ nghĩ ra rồi. Cái gì? Mẹ biết ai là người thứ ba rồi. Chính nó là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của chúng ta. Khoan khoan mẹ. Thường người thứ ba là ta dành cho mấy nhỏ mà đi giật chồng, giật bồ. Còn Đan Thanh nó có giật ba đâu mẹ. Không, người thứ ba ở đây nó nguy hiểm hơn. Nó đã bước vào gia đình của mình để phá hoại cha con, vợ chồng, anh em. Đúng là đích thị người thứ ba là con Đăng Thanh. Đúng, người thứ ba. Được, con hả? Con sẽ không có để yên cái chuyện này đâu. Đứng lại, để cho vừa thơm xuống. Để yên đó. Vậy mà cũng phát hiện được à? Cắp quài. Ở vậy biết dừa thơm của tôi mất quài là vậy đó. Chưa. Con cứ giữ lại số tiền rồi đi. Cần nộp vào công ty bao nhiêu thì bà sẽ chủ động nộp. Khi nào con bán hết hàng, cứ nộp tiền về công ty là được. Ba giúp tụi con nhiều vậy, con thấy phiền ba quá à. Ừ thôi, mình nhận lại đi cho ba vui. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba. Ba của con á, giúp việc lớn như vậy cho nên là hai đứa vui lắm đúng không? Tối nay á, ngủ có giấc mơ hoành tráng lắm nè. Bà nên nhớ vậy, hàng của công ty cũng cần phải bán. Bây giờ bán cho người ngoài cũng vậy. Nếu như con mình đã làm được thì mình cứ san sẻ cho con mình thôi. Coi như là đôi bên chúng ta đều có lợi, đúng không? Dạ. Ừ. Em tưởng anh là người không bao giờ nhập nhằn giữa công việc và gia đình chứ. Dạ Hân với Dạ Lan á, nó mà biết được chắc tủi thân lắm á. Em nói gì lạ vậy? Bây giờ nếu Dạ Hân với Dạ Lan mà muốn bán thì anh sẵn sàng thôi. Đứa nào bán mà không được thay vì anh đưa hàng nó cho người ngoài. Tất cả những đứa con trong gia đình này, đứa nào muốn làm việc ba đều ủng hộ và làm hết sức của ba. Mà nè, con nhắm coi có bán được hàng không? Chứ ba con đứng ra nhận như vậy á là mất uy tín của ba con. Lỡ như mà bán không được rồi sao? Hả? Dạ, con á thì con thấy á, túi sách ở công ty ba đã có thương hiệu sẵn rồi. Mà lại chất lượng nữa. Với lại mình bán hàng thanh lý xả ra giá ok như vậy á, thì con bảo đảm, thế là con cũng bán hàng chạy à.
Mẹ thì không có khó khăn gì, nhưng mà ba của con á đứng ra lãnh như vậy, lỡ như mà bán không chạy á, rồi á mặt mũi của ba con làm vậy sao được, khó coi lắm á nghe con. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con tin là với cái công sức của vợ con bỏ ra, với cái sự hỗ trợ của con nữa, thì vợ con sẽ bán được mà mẹ. Sao suốt ngày cứ bên chầm chập vợ vậy con hả? Con nói đúng đó bà, con cứ làm hết sức của con, bà tin là con sẽ làm được vậy nha. Dạ, dạ con cảm ơn bà. Mẹ tin tưởng con một lần đi mẹ. Mẹ cho con một cơ hội khởi nghiệp đi. Con bảo đảm sau này con sẽ không vừa dẫm vào gia đình mình nữa. Dạ đúng rồi đó mẹ. Mẹ tin tưởng tụi con thử một lần đi mẹ. Tụi con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Ừ thì mẹ vì cái gia đình này cho nên mẹ mới góp ý với tụi con, chứ còn quyết định á thì cũng là tụi con, mẹ đâu có xen vô được đúng không? Không khéo á thì nói là mẹ gây áp đặt tụi con sao hả?